ăn hay đi lao nhưng phiên bản buffet chỉ 299 canh. Ăn thỏa thích cái thịt bò thương hiệu mềm tan, các bạn có tin không? Đùa chứ, đây là một quán lẩu có thịt bò siêu siêu mềm y hệt như hay đi lao luôn. Có cả thịt lợn nhưng mềm y kiểu đấy cơ, hay cực. Nhưng buffet chỉ 299 canh thôi. Buffet trà coca thì cộng 29 canh. Còn rất nhiều loại kem ngon ăn thỏa thích thì đã nằm trong buffet lẩu rồi nhá. Đây là Sojang ở 17 Tam Khương. Menu có nhiều loại thịt hơn thì sẽ cộng 39k, nhưng mà mình khuyên là chả cần gọi đến đâu, bởi vì menu 299 là rất ổn rồi. Mình tin là rồi bạn nào đến đây cũng sẽ như tụi mình, chỉ tập trung vào ăn cái thịt bò và thịt lợn mềm mềm kia thôi. Cảm giác nó tan chảy trong miệng. Menu 299 đã dài dằng dặc thế này rồi, bao nhiêu là món ăn kèm ăn chơi này. Mình thấy đa số là món Hàn, ví dụ như là gimbap, kimchi, miến trộn, màn thầu, gà viên sốt cay. À, có cả nước lẩu cà chua giống hai đỉ lao nhá. Có tới 6 loại nước lẩu cơ, tha hồ chọn và được chọn hai ngăn nha. Các loại thịt bò ở đây nhìn vân thôi là biết đều rất mềm rồi, nhưng mà mềm nhất vẫn là cái bò mềm sojang mỹ vị này. Còn đây là thịt heo này, mềm không khác gì luôn. Hai đứa phải gọi đến 3-4 lượt hai cái thịt này bởi vì quá mê. Ở hai đỉ lao mỗi lần gọi là thêm xiền, nhưng ở đây thì nằm trong buffet rồi, cứ ăn thỏa thích thôi. Ôi cái kết cấu thần thánh này phải ăn các bạn mới cảm nhận được nhá. Nước lẩu chuồng thọ và cà chua đều rất ngon. Ở đây còn có một số loại topping thả lẩu lạ lạ như lòng táu, đuôi táu, rất là nhiều các loại viên này. Ai ăn set cộng 39k thì có cả pesto, mực và một số loại hải sản khác nhá. Kết thúc ăn hoa quả tráng miệng và nguyên một tủ kem nhiều loại lắm luôn, thế là no ạch rồi. Không gian của Sojang rất xinh và vô cùng rộng rãi, hình như là 3-4 tầng lận cơ. Đông đến mấy cũng ok nhá.